Sáng đưa bé đi học thì mình tạo được ba con cá nè cả nhà. Bữa nay mình là sẽ làm cá canh chua cả nhà. Cá này nấu canh chua là ngon hết sảy luôn. Cả nhà chắc nhìn cũng biết con cá gì rồi nè. Xin chào cả nhà, bữa nay đi mua được ba con cá ngon quá cả nhà, cho nên mời cả nhà đi theo mình xách xách cái gỗ đi ra ngoài gãy kiếm rau vô nấu canh chua nghe cả nhà. Đây có mấy trái đậu bắp mình cắt mấy trái đậu bắp mình cho. Đây có mấy trái. Bông tới chưa nở rồi nè. Trái ớt hái vô luôn, hồi làm mắm ớt. Cây này có mấy trái. Bữa nay mình sẽ nấu canh chua bằng trái giác nha cả nhà. Đây. Hai trái giác cả nhà. Trái giác này ít thôi, nó chua. Đây mấy đợt cơm muống nó non quá chừng nè, mình hái ít vô nấu canh chua cả nhà, hái thứ cái ít thôi. Mùa này mình ra đây hồi ơi là mồi cho mũi cả nhà ơi. Mấy cọng quay đi. Nấm gì chắc cũng được rồi cả nhà. Vô hai con cá ngát viên cá út vào sáng nè. Ít mình sẽ kho tiêu với con ít mình nấu canh, còn hai cái mình sẽ chiên cho con gái lớn mình. Còn rau nè cả nhà, ở quê thường là ăn rau vườn thôi cả nhà. Bữa nay mình sẽ nấu canh chua bằng trái giác luôn. Cái này á mình lấy miếng mỡ tỏi mình xào cho nó săn luôn. Nay trời mưa quá cả nhà, ăn cơm hơi trễ, mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Do trời mưa mình có một chuyện đi ra ngoài nên nhờ chị mình nấu đồ ăn luôn cả nhà. Bây giờ cơm canh cũng xong rồi nè, mời cả nhà ăn cơm cùng mình nha. Rồi ta nói cá ngát mà kho tiêu như này cả nhà, thịt nó rất mềm luôn, ăn vô mặn mặn ngọt ngọt nó quá ngon cả nhà. Thôi video mình đến đây cũng xin kết thúc nha cả nhà. Chúc cả nhà buổi trưa thật nhiều sức khỏe nha. Cơm cà chua. Cà chua.